Giới tiên tri nhận định tuổi Mậu Tuất 1958 trong tháng 4 âm lịch năm 2022 đến thời thoát khổ, giàu nứt đốn đổ vách. Vâng, xin được mến chào tất cả quý vị. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông, cát tường như ý. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, con Tuất là đại diện cho cả về sức mạnh lẫn thể chất tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Tuất đa số sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách vô cùng mạnh mẽ, kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau thì những người tuổi Tuất họ cũng có được những thành tựu lớn lao trong sự nghiệp của mình. Và tử vi tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy rằng tuổi Mậu Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Tuất trong năm 2022 nhâm dần sẽ có cơ hội phất lên giống như là diều gặp gió vậy. Và hơn nữa được cục diện tam hợp với thái tuế của năm. Nên trong năm 2022 nhâm dần thì những gia chủ tuổi Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần mà từ đó vận trình công việc của chúng ta sẽ được hanh thông, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thanh thang. Và để nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 4 âm lịch thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 mệnh Bình Địa Mộc là người thành thực, trung hậu, có hiểu biết rộng. Đây là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân nếu cần thiết, và vì vậy, họ được nhiều người tin tưởng, yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường chỉ nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống bình dị, bình thường nên họ không có nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ đón một tháng mới không quá nhiều may mắn, nhưng mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có quá nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà. Quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Tuất cần phải chú ý tới nhiều vấn đề trong tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn đến thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này không phải quá may mắn đối với người tuổi Mậu Tuất, cơ hội thăng tiến không tự dưng mà đến, gia chủ cần phải cố gắng cạnh tranh với đồng nghiệp hoặc đối thủ thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, gây ấn tượng với cấp trên. Tuy nhiên, về mặt tích cực mà nói, tháng này còn có khá nhiều cơ hội để thách thức bản thân cũng như rèn luyện kỹ năng của mình. Nếu sức khỏe tốt và cố gắng không ngừng thì cuối năm bạn sẽ có được những thu hoạch lớn lao. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 4 âm lịch, tài lộc của những người tuổi này không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần phải cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu thập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp, quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài, tình hình tài chính cũng như là sức khỏe của bản mệnh không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Điều quan trọng là bạn phải biết duy trì tình trạng này. Như vậy thì mới có tinh thần sức lực đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, tử vi tháng Ất Tỵ nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua. Tinh thần thoải mái mới khỏe mạnh vui vẻ. Tuổi này của gia chủ sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để gia chủ nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích. Các quý gia chủ tuổi Mậu Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người sinh năm 1958 gặp vận đào hoa trong tháng, điều này tốt với những người đang sống một mình hơn là những người đã lập gia đình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần phải chú ý giữ mình, không nên tiếp xúc quá gần gũi với những đối tượng khác giới. Nếu có khúc mắc xảy ra giữa vợ chồng đôi bên thì cũng cần phải trao đổi tâm sự và bao dung cho nhau. Tháng này gia đình bạn sẽ có một chuyến đi xa. Đây chính là cơ hội để gia đình bạn thêm gắn bó sau những sai lầm, cãi vã thời gian trước đây. Hãy tận dụng thời gian này bên cạnh những người thân yêu của mình. Với người đang sống độc thân, bạn có thể thử mở lòng và bắt đầu những mối quan hệ mới. Có thể bạn sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc cho mình. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Mậu Tuất trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 4 năm 2022, tức ngày 3 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tức ngày 27 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tuất trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 2 tháng 4 năm 2022, tức ngày 2 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 4 năm 2022, tức ngày 14 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 4 năm 2022, tức ngày 26 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Mậu Tuất trong tháng 4 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.